Thư viện quận Thủ Đức xin được trân trọng giới thiệu cuốn sách Con là của bố và mẹ do nhà xuất bản Dân Trí phát hành. Cuốn sách dày 23 trang, khổ sách 20cm x 19cm. Các em thân mến, có bao giờ các em tự hỏi tại sao mình là con gái? Hay tại sao mình là con trai? Hoặc là chúng ta được sinh ra từ đâu? Chúng ta có phải là con của bố và mẹ hay không? Thực ra, trong đầu trẻ nhỏ luôn chứa đựng biết bao sự tò mò, thắc mắc về bản thân. Những vấn đề đó đôi khi khiến các bậc phụ huynh khó xử. Chính vì thế, bộ truyện giáo dục giới tính dành cho trẻ nhỏ ra đời bằng lối diễn đạt gần gũi, hình ảnh minh họa dễ thương, bộ truyện sẽ giải đáp thắc mắc của các em một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu. Nội dung của bộ sách này còn dạy cho trẻ cách yêu thương, dâng lời cha mẹ, từ đó giúp trẻ phát triển toàn diện, lành mạnh cả về thể chất lẫn tâm hồn. Câu chuyện bắt đầu từ một bữa nọ. Nam đang ngồi buồn sầu một mình trong công viên. Thiên thần hạt giống thấy vậy bèn hỏi: "Hôm nay sao trông cậu buồn thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?" "Bố hỏng cho mình chơi điện tử, mẹ không cho mình ăn quà vặt. Hu hu, họ chẳng có yêu mình." Hóa ra là Nam đang giận bố mẹ. Thiên thần hạt giống ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta cùng chơi trò nặng đất đi." Nam quên ngay nỗi buồn, vui vẻ đồng ý. Thiên thần hạt giống dùng đất nặng màu đen, nặng một hình nộm màu đen. Dùng đất nặng màu trắng, nặng một hình nộm màu trắng. Cuối cùng, thiên thần dùng cả hai màu để nặng một hình nộm có nửa người đen và nửa người trắng. Nam nhìn ba hình nộm có vẻ rất là thích thú. Hình nộm màu đen là bố, hình nộm màu trắng là mẹ, còn hình nộm nửa đen nửa trắng này là con. Con cái là kết tinh của tình yêu, là do bố và mẹ cùng tạo thành. Vì thế, vừa giống bố lại vừa giống mẹ. Thiên thần hạt giống nói: "Ờ, mình hiểu rồi. Thảo nào mọi người đều nói mình giống cả bố lẫn mẹ. Thế nhưng cậu có biết, để nuôi dưỡng cậu khôn lớn, bố mẹ cậu đã phải vất vả như thế nào không? Trước khi chào đời, Nam đã ở trong bụng mẹ suốt hơn 9 tháng. Khi mang bầu, mẹ cậu vẫn phải làm mọi việc, nào là đi chợ, thổi cơm, giặt quần áo, lau nhà, thật là vất vả. Mẹ lại còn phải chịu nỗi đau đớn vô vàn khi Nam chào đời. Giây phút ấy, bố mẹ mừng đến rơi nước mắt. Hằng ngày, bố đi làm vất vả kiếm tiền, không chỉ để nuôi gia đình mà lại còn thường xuyên mua đồ chơi và những món ăn ngon cho Nam. Có hôm, Nam bị ốm, bố đội mưa cõng Nam đến bệnh viện. Bố còn dạy Nam tập bơi, chơi xe trượt. Nam được sống hạnh phúc và lớn lên trong tình yêu thương, che chở của bố. Nam rất thường hay đùa nghịch với các bạn ở ngoài đường, khiến cho người bẩn lắm lem. Mỗi khi về đến nhà, mẹ lại tắm rửa cho Nam thật là sạch sẽ và thay bộ quần áo mới thơm tho. Bố mẹ luôn dành cho Nam những món ăn ngon nhất, bồi dưỡng nhất. Giờ thì Nam đã hiểu, mình không nên giận bố mẹ nữa. Cậu quyết định sau này lớn lên sẽ đền đáp công lao của bố mẹ. Thiên thần hạt giống cầm một bông lúa đặt vào tay hình nộm màu đen và nói: "Đây là hạt giống bố, sau khi đặt rơi xuống, mầm non sẽ mọc lên." Thiên thần hạt giống tiếp tục đặt một quả đậu vào tay hình nộm màu trắng. "Đây là quả đậu mẹ, khi vỏ đậu mở, hạt đậu sẽ nhảy ra từ bụng mẹ. Hạt đậu con sẽ cùng sống vui vẻ với bố mẹ của mình. Mình cũng sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc. Mình yêu bố, yêu mẹ, yêu gia đình của mình." Nam nhoẻn miệng cười thật là tươi. Quý bạn đọc thân mến, hãy giúp trẻ khám phá những bí mật liên quan đến giới tính và sự trưởng thành của bản thân, để giúp trẻ hiểu rằng
Một nửa của con là bố, một nửa kia là mẹ. Con cái là niềm hy vọng của bố và mẹ, là thế hệ tiếp nối của bố mẹ. Hãy giúp trẻ hiểu rằng con là do cả bố và mẹ cùng tạo ra. Hãy để trẻ biết rằng vì con, bố mẹ sẵn sàng làm việc vất vả ở cơ quan cũng như ở nhà để cho con có cuộc sống tốt. Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ cần giúp con vun đắp lòng yêu thương, dạy con biết ghi ơn, báo đáp công lao sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ. Hãy bắt đầu điều đó ngay bây giờ bằng việc cùng con đọc cuốn sách Con là của bố và mẹ. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện mà Thư viện Quận Thủ Đức muốn giới thiệu đến bạn đọc xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi chương trình.